Chào quý vị trở lại cùng chúng tôi trong chương trình hướng dẫn học luật Việt Nam thuộc Đề án Nhân quyền Việt Nam. Đây là một chương trình gồm hai nội dung có liên quan đến nhau, chương trình phổ biến kiến thức luật pháp Việt Nam và chương trình hỗ trợ người dân sử dụng luật trong nước để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Để có đầy đủ thông tin về đề án này, xin vui lòng gửi mail tới địa chỉ dân quyền@bpsos.org hoặc liên hệ qua trang Facebook BPSOS Đề án Dân quyền Việt Nam. Cảm ơn Annie. Thưa quý vị, trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với vấn đề giữ người, bắt người, tạm giữ và tạm giam người. Thưa anh TMT, vấn đề giữ người, bắt người, tạm giữ và tạm giam người theo quy định của pháp luật là gì thưa anh? Bắt người, giữ người, tạm giữ, tạm giam người là những cái biện pháp ngăn chặn đã được quy định ở trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định tại điều 109. Chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị là ngoài các quy định này mà chúng ta sẽ được học trong ngày hôm nay, tập trung chủ yếu trong hoạt động tố tụng hình sự. Ngoài ra thì nó còn có một cái trường hợp nữa gọi là tạm giữ hành chính mà chúng ta sẽ học sâu trong cái dịp khác. Cái lưu ý thứ hai là các cái biện pháp này đã được quy định trong luật pháp và cụ thể ở đây là Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đảm bảo cho các hoạt động tố tụng được diễn ra một cách thuận lợi, tránh cái việc mà người phạm tội bỏ trốn hoặc việc tố tụng, nên nó là một cái biện pháp hợp pháp, nhưng mà căn cứ vào các cái mức độ ảnh hưởng tới nhân quyền thì các cái biện pháp ngăn chặn nó sẽ được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là cái nhóm các cái biện pháp dễ ảnh hưởng tới nhân quyền, đó chính là các cái biện pháp mà chúng ta sẽ thảo luận ngày hôm nay, bao gồm là bắt người, giữ người, tạm giữ và tạm giam người. Và các cái nhóm biện pháp khác ít ảnh hưởng tới nhân quyền hơn, đó là các biện pháp như là đặt cọc, bảo lĩnh, cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc là cấm xuất cảnh. Nhưng mà ở Việt Nam thì luật pháp đang hướng nhiều sử dụng các cái biện pháp của cái nhóm dễ ảnh hưởng tới nhân quyền, bắt, tạm giam, tạm giữ luôn luôn bị lạm dụng quyền lực. Chúng tôi xin trở lại với Annie. Vậy đối tượng chịu tác động và đối tượng có thẩm quyền trong vấn đề pháp lý này là gì? Anh có thể giúp làm rõ từng trường hợp. Chúng ta sẽ bắt đầu với trường hợp giữ người nhé. Dạ, xin mời anh. Vâng, về đối tượng áp dụng theo quy định tại khoản 1, điều 110 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, những người gồm có là đã phạm tội hoặc là đang phạm tội hoặc là mang dấu vết phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng thì đều là đối tượng có thể bị giữ người. Còn về đối tượng mà có thẩm quyền để ra lệnh giữ người thì được quy định tại khoản 2, điều 110 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì nó gồm các cái đối tượng sau đây. Thứ nhất là thủ trưởng, phó thủ trưởng của cơ quan điều tra các cấp, bao gồm cả cơ quan điều tra trong quân đội hoặc là cơ quan điều tra trong viện kiểm sát hoặc cơ quan điều tra thuộc đối tượng công an. Thứ hai nữa là 13 các cái đối tượng khác nhau thuộc các cái đơn vị quốc phòng hoặc các cái đơn vị có liên quan đến an ninh quốc phòng, như là các cái đơn vị thủ trưởng của các cái đơn vị quân đội độc lập từ cấp trung đoàn và tương đương, đồn trưởng đồn biên phòng, chỉ huy trưởng biên phòng của cửa khẩu xuất cảnh, chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hoặc là cục trưởng cục trinh sát của bộ đội biên phòng, cục trưởng cục phòng chống ma túy rồi tội phạm về bộ đội biên phòng, đoàn trưởng đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc bộ đội biên phòng, tư lệnh cảnh sát biển, cục trưởng cục nghiệp vụ và pháp luật lực lượng cảnh sát biển, đoàn trưởng đoàn đặc nhiệm phòng và chống tội phạm ma túy thuộc lực lượng cảnh sát biển, hoặc là chi cục trưởng chi cục kiểm lâm kiểm ngư vùng. Một cái đối tượng tiếp theo nữa khá đặc biệt, đó là những cái người mà chỉ huy tàu bay tàu biển. Khi mà tàu bay tàu biển đã rời khỏi sân bay bến cảng, chúng tôi có một cái lời bình luận như thế này, đó là đối tượng có thẩm quyền được quy định theo luật pháp như vậy rất là rộng, và cái việc rộng rất dễ là đẩy xảy ra tình trạng lạm quyền và tình trạng là tiền trảm hậu tố, có nghĩa là bắt người rồi thì sau này sẽ tìm mọi cái cách để người ta hợp thức hóa cho cái việc bắt người. Đấy là một cái tình trạng rất dễ vi phạm tới cái quyền con người. Xin mời Annie. Và trường hợp kế là việc bắt người thì thế nào thưa anh? Vâng, chúng ta sẽ đi vào lần lượt như thế này. Đó là đối tượng bị tác động hay còn gọi là đối tượng bị bắt. Nó quy định là những người phạm tội quả tang, những người đang bị truy nã, được quy định tại điều 111 và 112 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Với hai đối tượng này thì tất cả mọi người đều có quyền để bắt, nhưng ngay sau đó thì phải được giải và giao cho cơ quan nhà nước. Còn với cái đối tượng mà bị can, bị cáo để bắt, để tạm giam thì đây là hai cái đối tượng trong cái hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của khoản 1 điều 113 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì chỉ có những người sau đây mới là người có cái thẩm quyền để ra lệnh. Thì cái nhóm thứ nhất là nhóm các cái thủ trưởng hoặc phó thủ trưởng của các cơ quan điều tra các cấp, bao gồm cả quân đội hoặc là viện kiểm sát. Trong trường hợp này thì cái
lệnh bắt phải được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn trước khi thi hành. Cái nhóm người thứ hai đó là gồm có viện trưởng, viện phó của Viện Kiểm sát Nhân dân, bao gồm cả kiểm sát quân sự, thì cái nhóm này nó không phải xin cái sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát. Một cái nhóm tiếp theo đó là chánh án, phó chánh án Tòa án Nhân dân, chánh án, phó chánh án Tòa án quân sự các cấp thì cũng có quyền ra lệnh để bắt người bị tạm giam tạm giữ, và họ cũng không phải xin phép. Cái lệnh đó cũng không phải chịu sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát cung cấp. Một vụ án mà đã được thành lập một hội đồng xét xử thì cái hội đồng xét xử cũng có cái quyền năng đặc biệt, bao gồm là một thẩm phán và các cái hội thẩm nhân dân, thì cái hội đồng xét xử này cũng được phép ra lệnh để tạm giữ người để phục vụ cho cái công tác xét xử. Trước khi tới hai vấn đề còn lại là giữ người và giam người, xin anh Tim thì giúp làm rõ thêm về các thủ tục phải có đối với trường hợp giữ và bắt người ạ. Cảm ơn Annie. Các cái thủ tục cần phải có đối với trường hợp giữ người và bắt người chính là một cái quy định về hình thức cần phải có để tránh cái việc lạm dụng quyền lực hoặc là áp dụng luật pháp một cách tùy tiện. Những quy định đó nó được quy định cụ thể như thế này: bắt người thì phải có lệnh và phải có quyết định, lệnh hoặc quyết định đó thì phải được Viện Kiểm sát phê chuẩn cung cấp nếu như cái quyết định đó là của cơ quan điều tra. Thứ hai, về cái mặt thủ tục đó là khi bắt người thì phải có đại diện chính quyền và người chứng kiến. Người ta cũng quy định là không được bắt người vào ban đêm trừ trường hợp khẩn cấp, quy định tại khoản 2, khoản 3 của điều 113 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015. Nên là nếu như việc bắt người đúng tội nhưng không có đại diện của chính quyền, không có người làm chứng và bắt vào ban đêm trong trường hợp không quá khẩn cấp thì đây chính là việc bắt người sai về trình tự tố tụng. Ngoài ra thì sau khi bắt rồi thì phải nhanh chóng là thông báo ngay cho gia đình, người thân và người bị bắt, hoặc là thông báo cho cơ quan chính quyền hoặc cơ quan ngoại giao của cái người bị bắt đó trong vòng 24 giờ đồng hồ theo quy định tại điều 116 Bộ luật Hình sự 2015. Nên trong những trường hợp mà chúng ta thấy họ không tuân thủ đúng ba cái điều này thì chúng ta có quyền tiến hành ngay các cái việc tố cáo, khiếu nại, và chúng ta cũng từ chối công nhận cái kết quả của một trình tự thủ tục tố tụng mà nó đã không được theo đúng cái trình tự mà pháp luật quy định. Cảm ơn anh, chúng ta sẽ đi tiếp về vấn đề tạm giữ. Xin mời anh TMT tiếp tục trình bày ạ. Dạ vâng, trong phần tạm giữ có hai hình thức, đó là hình thức tạm giữ hành chính và tạm giữ hình sự. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta chỉ đi sâu vào tạm giữ hình sự, nhưng mà chúng tôi vẫn có một cái bảng chia sẻ cùng với quý vị để quý vị có thể phân biệt rõ đâu là tạm giữ hành chính và đâu là tạm giữ hình sự. Về mặt đối tượng thì tạm giữ hành chính nó được quy định ở trong các cái điều 122 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, khoản 5 điều 20 về Luật phòng chống bạo lực gia đình, và khoản 1 điều 12 Nghị định 08/2009 NĐ-CP và Nghị định 112 2013 và Nghị định 17/2016. Tất cả những luật và những nghị định này thì nó quy định về các cái đối tượng mà bị tạm giữ hành chính, gồm có gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác, hoặc là một số các cái hình thức như là bạo hành gia đình thì đều có thể là bị tạm giữ hành chính. Còn đối với đối tượng tạm giữ hình sự thì chỉ có những người mà bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp, những người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang, hoặc những người mà phạm tội mà ra đầu thú hoặc tự thú, hoặc những người bị bắt theo quyết định truy nã, nó chỉ được quy định đúng tại khoản 1 điều 117 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Còn về thẩm quyền để ra lệnh tạm giữ hành chính thì nó có 11 loại chức vụ khác nhau có thể ra cái lệnh tạm giữ hành chính, bao gồm từ cấp xã trở lên, được quy định tại điều 12 Nghị định 17/2016 NĐ-CP và điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, mà sau này khi nào có dịp thì chúng tôi sẽ quay trở lại rõ hơn đối với quý vị. Còn với tạm giữ hình sự là đang có một cái sự mở rộng quyền lực rất là lớn nên nó rất dễ bị lạm dụng quyền lực, thì nó gồm có ba cái nhóm đối tượng mà như chúng ta đã từng biết, đó gồm có là thủ trưởng, phó thủ trưởng của cơ quan điều tra, một số các thủ trưởng của các cái cơ quan liên quan tới an ninh quốc phòng, và những cái người chỉ huy tàu biển, tàu bay khi tàu bay tàu biển đã rời khỏi sân bay bến cảng, nó đã được quy định rõ trong khoản 2 của điều 110 và khoản 2 của điều 117 Bộ luật hình sự 2015. Còn về thời hạn tạm giữ, với trường hợp của tạm giữ hành chính thì không quá 12 giờ và không quá 24 giờ, còn đối với các cái vùng sâu vùng xa thì có thể không quá 48 giờ quy định tại khoản 3 điều 122 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. Ở đây chúng tôi chỉ có một cái lời bình là như thế này: đã có một cái sự phân biệt và có một cái sự vi phạm tới cái quyền con người, bởi vì quyền con người thì không thể bị chia cắt bởi mặt địa giới hành chính hoặc là trong những cái giới hạn được. Nhưng mà ở đây thì nếu như các cái vùng đô thị thì một người được giam giữ không quá 24 giờ, nhưng mà với cái người ở vùng sâu vùng xa thì luật đã cho phép là được giam giữ không quá 48 giờ đồng hồ. Như vậy là
có một cái sự phân biệt đối xử. Còn đối với trường hợp thời hạn giam giữ trong luật hình sự thì không quá 3 ngày mà cho mỗi một cái lệnh giam giữ và có thể được gia hạn 2 lần. Như vậy là tổng cộng nếu như một người mà có thể bị tạm giữ hình sự thì có thể bị tạm giữ tới 3 lệnh, tương đương với 9 ngày quy định tại Điều 118 Bộ Luật Hình sự 2015. Dạ, xin mời anh tiếp tục với thủ tục tạm giam ạ. Thủ tục tạm giam thì chúng tôi trước hết là muốn nói về đối tượng bị tạm giam. Thì theo quy định tại khoản 1 điều 119 Bộ Luật Hình sự 2015 thì chỉ tạm giam đối với những người phạm tội đặc biệt và rất nghiêm trọng. Như vậy là cái khoản 1 nó xác định rõ là những người mà phạm tội ít nghiêm trọng hoặc là phạm tội nghiêm trọng thì không phải là đối tượng bị tạm giam. Nhưng mà chớ trêu thay, liền sau khoản 1 thì tại khoản 2 và khoản 3 điều này người ta lại tiếp tục cho phép tạm giam cả đối với những người phạm tội ít nghiêm trọng và với hàng loạt các cái dấu hiệu mà nó mang cái tính chất đặt điều kiện và rất dễ là mọi người đều bị mắc phải những cái điều kiện này. Nên là do vậy khoản 2 và khoản 3 thì nó đã phần nào vô hiệu hóa những cái điều mà tưởng chừng như rất là hợp lý của khoản 1. Tiếp đó thì cái khoản 4 của điều này còn cho phép tạm giam ngay cả đối với những phụ nữ nuôi con nhỏ và những cái người già yếu, những người bệnh tật nặng và những cái người mà phạm tội xâm hại an ninh quốc gia. Thế thì với ba cái khoản từ khoản 1 cho đến khoản 3 như vậy thì nó đang có một cái trường hợp xảy ra là chẳng có một trường hợp nào mà không bị tạm giam nếu như cơ quan điều tra hoặc là các cơ quan tố tụng mà muốn tạm giam họ. Đây chính là cái biểu hiện rõ nét nhất của cái tình trạng lạm dụng quyền lực và tự trao quyền lực quá lớn cho mình của các cơ quan nhà nước, nó làm xâm hại đến quyền con người. Điều này nó khác biệt rất lớn đối với các nước văn minh mà như chúng tôi đã phân tích ở phần đầu video đó, rất là hạn chế trong việc bắt tạm giam, mà hầu hết là người ta sử dụng các cái biện pháp ít liên quan tới quyền con người như là bảo lãnh, đặt cọc, là cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc là cấm xuất cảnh. Nhưng mà với cái cách viết luật của Việt Nam như thế này thì hầu hết là nó sẽ quy vào trong cái biện pháp là bắt và giam giữ nhằm khống chế mọi người. Còn về thẩm quyền trong việc bắt tạm giam thì thế nào? Luật có biểu hiện lạm dụng quyền như quy định về đối tượng không, thưa anh TMT? Như phần đầu video chúng ta đã nói, theo quy định tại các khoản 1 của Điều 113 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự 2015 thì có 3 nhóm đối tượng được phép ra lệnh bắt để tạm giam, gồm có là thủ trưởng, phó thủ trưởng của các cơ quan điều tra, viện trưởng, viện phó của Viện Kiểm sát Nhân dân, chánh án, phó chánh án hoặc là hội đồng xét xử. Với cái việc mà khu trú rất là nhỏ trong những cái đối tượng có thẩm quyền được ra lệnh bắt tạm giam người này thì theo nhận định của chúng tôi là luật tương đối chặt chẽ và ít có cái biểu hiện lạm dụng quyền lực, mà cái việc lạm dụng quyền lực nó xảy ra đó là với đối tượng bị chịu tác động của cái lệnh bắt giam đó. Dạ vâng, kế tiếp về thời hạn được phép tạm giam là bao lâu thưa anh? Đây là một điều rất là tồi tệ mà chúng tôi muốn nói rằng là trừ trường hợp quy định về thẩm quyền ra lệnh thì ít có sự lạm dụng về quyền lực, nhưng mà với đối tượng bị bắt giam và thời gian bị bắt giam thì nó đặc biệt là hết sức là nghiêm trọng. Trong giai đoạn điều tra thì thời hạn điều tra được phép tạm giữ, tạm giam người thì từ 2 tháng cho tới 24 tháng, và thẩm quyền ra lệnh tạm giam thuộc về các cơ quan điều tra và viện kiểm sát, quy định tại Điều 172 và 173 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự. Với cái cách làm việc như hiện nay thì thường nó dễ cho người ta chạm khung tới 24 tháng và trong vòng là 2 năm trời mà bị tạm giam như vậy, chúng tôi đánh giá là đây là một cái hậu để lại một hậu quả rất là nghiêm trọng và nó quá dễ làm sai lệch các cái kết quả hoạt động tố tụng và nó như là một cái hình thức mà tra tấn con người. Và cũng về thời hạn được phép tạm giam, nhưng trong giai đoạn truy tố và xét xử thì thế nào ạ? Vâng, như đã nói đấy, cao nhất là 24 tháng chúng ta vừa nhắc tới ở bên trên thì mới chỉ là ở giai đoạn điều tra thôi. Tiếp theo sẽ là giai đoạn truy tố và xét xử, thì thời hạn nó được quy định tại các cái điều 240, 241, 277 và 278 mà nó có thể cho phép đối tượng bị giam giữ lên từ 75 ngày và cho đến 10 tháng. Như vậy là tổng cộng cái thời gian mà được phép giam giữ trong giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử nói chung, đó là trong các giai đoạn của tố tụng, thì nó có thể lên tới 34 tháng. Và như chúng tôi đã bình luận bên trên đấy, với một cái thời gian mà cho phép tạm giam lớn đến như vậy thì có thể nói là cái sự lạm dụng quyền lực rất lớn để tạo cho cái người bị giam giữ bị ở trong một cái tình trạng là tra tấn nghiêm trọng về mặt tinh thần rất là nặng nề và sẽ ảnh hưởng rất xấu tới cái quyền con người và kết quả tố tụng.
Quý vị thân mến, chúng tôi vừa chuyển tới quý vị một số lưu ý về vấn đề xử người, bắt người, tạm giữ và tạm giam người. Một vấn đề rất dễ bị lạm dụng quyền lực, xâm phạm tới các quyền căn bản của con người. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trên lớp và trong các video bài giảng tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Một lần nữa xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin chào và xin được hẹn gặp lại trong các video cùng bài giảng tiếp theo.